Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube của em. Thì hôm nay một cái video hôm nay thì không phải là em lên hàng đó, và em lên một cái này, đó là cái công tắc cảm biến. Thì em thấy nó rất là hay đấy. Cái này thì các bác có thể ứng dụng trong rất nhiều các công việc, ví dụ như bật tắt đèn trong phòng không cần sử dụng công tắc, chỉ cần gạt tay ấy. Đấy là đèn mở. Đó, rất là hay đúng không ạ? Thì em này em cũng rất là thích chế những cái đồ này. Đấy, các bác có thể nhìn này. Thì em thấy cái này nó rất là hữu ích, ví dụ như về việc bật tắt công tắc trong phòng. Đấy, thì em chia sẻ đến tất cả các bác. Thì đây là một cái cảm biến, cảm biến hồng ngoại nhé. Cảm biến hồng ngoại này nó dùng nguồn điện lôi cho cảm biến, nó là từ 5 cho đến 12V này. Đấy, 12V, và các bác có thể là dùng các dùng thêm một con dơ le một kênh. Thế trực tiếp nguồn nuôi đây, và đóng ngắt đây là đóng ngắt thay cho công tắc. Đấy, bóng đèn sử dụng cũng bóng đèn điện 220V nhé. Thì cái này dòng của nó là 10A. Thì các bác nào tải thiết bị nào trên 10A thì có thể sử dụng con dơ le khoảng tầm 20A. Đó. Cái này rất hay các bạn. Đấy, các bác này nắp vào ổ điện là các bác có thể là đóng bật tắt bóng đèn. Đấy. Độ nhạy và độ phản hồi của nó rất là nhanh. Đây là chiếc cảm biến nhé. Đây là cảm biến. Đó, đóng ngắt dơ le và đóng ngắt dơ le cho bóng đèn chạy. Đấy, thực tế là hôm nay này em cũng chia sẻ một chút thôi. Những bác nào thích chế cháo những hàng đồ như thế này. Đấy. Thì đợt tới nếu có hàng nồi cơm nội địa Nhật hay là bếp ga hay là bất cả một hàng nào khác về thì em sẽ tiếp tục em lên sóng cho các bác nhé. Thì đợt này em đang dọn ít nọc khí. Đấy, bác nào có nhu cầu nọc khí thì hãy liên hệ với em nhé. Qua số điện thoại 0987 807 038 và 0344 586 794. Đó. Thì hôm nay là cũng không có hàng. Thì lên cái video này là cũng chia sẻ một chút, gọi là đến cho bác nào mà thích những cái hàng như thế này nhá. Đấy. Rất là hay đúng không các bác? Đây. Thì đây là cảm biến này. Nguồn vào là em đang cấp cho nguồn là 12V này. Và cấp nguồn để đóng ngắt dơ le nhé. Và đây là đầu nối điện 220V. Đó, các bác có thể bật tắt quạt điện này, bóng đèn hay là lắp ở trên phần tủ bếp để cho nó bật tắt quạt hút mùi các bạn. Đó, các bác nấu, khi các bác vào nấu các bác chỉ cần gạt tay cái là đèn mở này, và cũng như quạt hút mùi chạy. Thì nấu xong các bác chỉ gạt tay. Đó. Đó, khoảng cách cái này em cảm nhận là được khoảng tầm 5-6cm nhé. Đó. Rất hay đúng không ạ? Rồi ok. Bác nào đang xem kênh thì hãy cho em một like cũng như một chia sẻ, và các bác nào chưa đăng ký kênh nha, để sắp tới nếu có hàng về thì các bác sẽ nhận được cái video mới nhất để nhận hàng nha. Rồi ok, xin chào, cảm ơn tất cả các bác.